Bắt đầu hôm nay con ship. Ship này phi tiêu của ai không em? Này phi tiêu người ta làm gì của ai? Ai làm này phi tiêu nè? Của Nishiko. Bắt đầu hướng dẫn ship. Ninja học phủ. Nishiko phải không? Là ninja học phủ. Nè, mình tắm. Không dạ. Ừ, đừng tắm. Rồi ship gì nè Nguyên? Ship này hành chiếc hình vuông. Ship này sắp canh đều góc nha. Canh đều góc hả? Ừ. Phải khoan đâu, ship phải vậy? Nó làm lại hả? Ừ, ship gì nè, để coi nè. Canh góc bên đây nè, góc này nè. Nó đều góc vậy nè. Đụng cái đụng góc này nè, hai góc là đụng nè. Mình nó đụng chưa? Tiếp đây nó dễ nè nè, nó đụng góc nè, thấy góc nào không? Dạ. Nó đụng lại nha, nó chặt cái cái chặt cái này nữa. Gì nè? Đè xuống. Đây là mình làm được chống lá cờ các bạn. Rồi, gỡ ra lại. Rồi, chiếc này vô. Gỡ này ra lại, ừ. Chiếc này vô. Rồi, chiếc lại gì nè. Chiếc đôi lại. Ừ, ngược, ngược, ngược kia. Chiếc qua đây nè, ừ, chiếc đôi vô. Điều nha. Căn đều chưa? Chị coi lại. Ngồi đều đúng không? Kéo cái này. Đây đều chưa? Đây đều chưa? Nhìn cái đều chưa? Đều rồi. Đều rồi. Rồi. Này chưa đều, này đồng này chưa đều. Đó. Rồi. Rồi tiếp tục. Chưa. Tiếp theo nữa. Nhóm kia chưa? Chưa. Rồi. Chưa? Được chưa? Chưa. Lật ngược, lật ngược lại, tiếp bên đây cái nữa. Đè cái tay ngón tay á, đè này nè, ừ, cho nó xếp xuống, làm đất lằn vậy đó, rồi xong chưa, đây coi, này nha, lại chưa, xếp đầu lại, cái tay nè, cái tay bóp này nè. Bắt đầu này nè.
Trong bọc giấy gì vậy? Nó ra gì nè, bún gá lại. Nè, chéo. Ngay cái lần nè, thấy không? Ngay cái lần chưa? Rồi. Ủa cha mày còn quay lẩu gì? Từ từ. Tiếp tục bên đây nữa. Tiếp chéo bên nữa. Đây có lẩu. Rồi. Tiếp chéo gì không? Còn con xếp chặt lắc ở đây là nguyên phải chéo vậy này, ngay giữa nè. Xếp chéo ngay lặng giữa nè. Xếp chéo lên nè, ngay lặng giữa nè. Cái này xếp chéo ngược lại. Đó, gì nè. Dạ. Rồi. Lâu quá chưa làm trong quay. Ủa, cha. Chưa xong mà. Cái này chà máu vậy. Xe chà máu này cha, tung. Rồi. Đâu? Chưa sao đó. Tiếp gì nên gì phải. Tiếp gì nè. Nó cũng quá. Đi chưa? Tiếp gì nè. Con không có cái gì nữa cha. Đây nè. Bên đây phải không? Này chút vô. Vô luôn hả? Này tiếp xuống như này, này tiếp xuống đây nè. Con quay ninja khờ. Ninja go. Ninja hạt vụ. Anh cha con này con gà vậy? Cúc. Đây là mình đã làm cho con gà. Cúc. Đó. Lấy tờ giấy nữa Nguyên. Dạ. Lấy tờ giấy nữa. Đủ hai giấy hả? Hai tờ giấy mới làm được. Thế thêm tờ đó. Nè. Ủa, hai cái hả? Nè, xếp giống gì giống nãy vậy đó. Xếp lại giống nãy vậy đó. Nè, bắt đầu xếp lại vậy nè. Hai cái mới nói được cái tiêu đó. Gì cha? Ninja hiệp phụ. Ninja gì? Ninja hiệp phụ. Ninja hiệp phụ là ninja gì? Ninja đó, ninja cơ. Ta đọc là gì? Là ninja hiệp phụ. Ninja hiệp phụ hả? Dạ. Không biết. Nó có ninja vàng á. Ninja vàng hả? Dạ. Có ninja hồng mới đi. Rồi, tiếp không chưa? Rồi. Chích đều chưa, ngay chưa? Rồi. Rồi, bẻ này lại. Cho nè, lật ngược lên giải bẻ. Đè này lại nè, đè được chưa? Rồi. Rồi, lật ngược này lại. Nè, tao nghe cái gì này nè. Ngay chưa, không biết nữa. Ủa, kết nối hai cái này lại luôn hả cha? Ừ, lát kết nối lại hai cái đó lại. Kết nối ra ngoài mà lấy gì bấm. Tự nó xích lại. Tự nó mất vô đó nó xích lại. Chút chỉ cho làm. Rồi đi. Nè. Để cho mình máy chơi game đi chứ. Đâu hả? Nè. Bấm. Đây là một lát ở quảng trường khổng lồ và khổng mèn kim con. Rồi, tiếp vô. Rút ra. Rồi, rút ra lại. Đèn này vô. Rồi, tiếp này lại. Rồi, tiếp cái này lại. Rồi, tiếp này lại. Em chưa xong nữa chà. Ừ. Ý là con chưa xong nữa. Nè, vậy đó nè. Xong chưa? Để cho Nguyên, được rồi.
thường ấy. Rồi tiếp tục. Chiếc này là nở, chiếc nhỏ là cái nở. Chiếc nhỏ. Gì nè. Bằng này chơi. Bằng ừ, bằng này lấy xuống, lấy tay này đè để mình chọn mấy góc rồi nè. Đè chứ nó có làm không luôn. Mở bên đây cũng vậy nữa. Rồi bên đây cũng vậy. Tắm từ sao kết hơn là thằng con quay, thằng con quay, thằng con quay. Yeah, vô. Thằng con quay, thúc là thằng con quay thúc. Ninja, con mình ninja, họ trong chưa? Rồi. Rồi, thiết đo phải ghé lại. Ninja. Chúng ta lên chưa? Rồi. Đè này xuống, ta đè đè hai đầu đầu ở đây đang đầu gấp này đè xuống lên. Có lần đi rồi. Mày gỡ ra. Gỡ ra. Rồi xếp góc lại. Rồi xếp góc bên đây hả? Ừ. Nè. Nó chạy hãm bên đâu? Nè xếp gì nè? Nó chạy hãm bên đâu? Nè nè. Cho cái này kết nó cho chưa? Chưa, chỉ cho làm. Ủa này kết nối vô trong đây hả cha? Ừ, nối vô từ từ rồi. Nó xếp gì đó. Nó nối vô trong đây rồi. Ừ. Cái nối chưa? Chưa, để một chút. Để con làm này bây giờ phải gấp. Cái này bô bi lăng gì cho? Cái này bô bi lăng hả? Dạ. Có bô bi lăng gì vậy? Răng nó khác cái này. Mà ông bông bê lá người lại ta làm vậy nè. Khác cái hình cong. Người ta làm bằng hù. Có làm dạy làm cho. Này dạy cho làm. Người ta làm bằng hù. Ừ. Được chưa? Chưa từ từ cái này tiếng xong. Rồi, nhấc vô. Gì nè. Ừ. Dạ. Đè vô gì đó. Mà chưa? Đây nó làm sao đây? Đè gì đó. Quay ngược lại hả? Ừ. Ngược lại đây hả cha? Ghép bên đây nè. Ừ. Nè, xếp vô gì nè. Xếp vô gì nè, nè xếp vô. Xếp từ từ đợi đi, chút mà dạy cho nè, xếp vô gì nè. Cái này xếp vô cái nữa. Để cái này xếp vô cái nữa. Cái này xếp vô. Cái này xếp vô đây, xếp vô. Mà con xếp được cho. Từ từ chỉ cho. Mà gắn được. Đi cho phải mặt thấy chưa? À đồ gì đâu? Cái khăn thiện vô đủ mũi á. Chừ con mắt lại coi. Mình vô, mình vô. Không biết mình ơi đi là. Gần xong là nguyên nó, gần xong nè. Chưa, hả? Ừ. Chưa từ từ, chưa đều. Xịt lần từ cho nó đều lại. Đó, đây nữa. Ủa, nóng gì cha? Ừ. Trời ơi coi. Ừ. Đúng lắm.
cha mình đã làm. Đây là của mình. Như sọc cổ. Cha cha hưởng ngày ta cảm gì cha? Như nào hưởng ngày ta cảm gì phải không? Quăng quăng. Nếu mà ta quay nữa lại ta đụng lấy này là cha cảm dậy. Đục cái gãy răng luôn. Rồi lấy màu sơn vô. Chắc có màu này, lấy chị màu không em? Chị màu á? Ừ. Để hộp màu không? Để chọn màu gì cho lấy nha. Màu đỏ, màu này của con nè. Dạ, con sơn là màu vàng. Cho nó đẹp. Đó, nó màu xanh. Cái nhanh nó chậm. Thêm nó chậm lúc. Nó chậm, toàn hai cái, một cái à? Cái, cắn mèo, nó nổi lên. Đẹp đó em ơi, đủ màu chân em ơi. Còn đây nữa. Con rồi. Nè. Chứ cha. Chứ sơn là sao ba sơn? Sơn đủ màu luôn, ba màu nè. Mà cha sơn một màu rõ vậy. Ừ, sơn lộn vô mà. Cảnh đi. Đẹp. Đẹp rồi đó, thấy chưa? Đẹp chưa? Nó có màu mè đó. Con xong chưa? Tôi thích xong rồi. Đẹp rồi nè. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Có một tím tím cha nè. Có một phần nữa. Bình vô. Chắc con này có màu mè rồi cha. Cái gì? Mà mẹ nó con thích cho mình đây.
mình tô giống mình chanh này chuối trong cái bàn này. Tiếp theo là con cho một cam đi chăng? Ừ. Đây. Cầm cho em.